Thực tế, vì lý do nào đó mà có rất nhiều trường hợp đất đang sử dụng lại lớn hơn so với diện tích trong sổ đỏ. Lúc này, vấn đề bồi thường, đền bù cho cá nhân, hộ gia đình khi nhà nước thu hồi đất sẽ được giải quyết như thế nào? Người dân có được tính bồi thường cho cả phần đất chênh lệch không? Cùng tìm kiếm câu trả lời trong video sau đây. Khi nhà nước tiến hành thu hồi đất, cá nhân, hộ gia đình sẽ được bồi thường đối với diện tích đất bị thu hồi. Tuy nhiên, trong quá trình đo đạc lại mà phát hiện diện tích sử dụng đất trên thực tế lớn hơn diện tích ghi nhận trên sổ đỏ, thì việc bồi thường, hỗ trợ về đất cho người dân sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều 12, Nghị định 47 năm 2014. Theo đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét đến các nguyên nhân khiến cho diện tích đất thực tế lớn hơn số liệu trên sổ đỏ để tiến hành bồi thường cho người dân theo diện tích trên sổ đỏ hay cả phần diện tích tăng thêm. Cụ thể như sau. Trường hợp 1, nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây, người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì sẽ được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Như vậy, trong trường hợp này, người dân sẽ được tính bồi thường cho cả phần diện tích tăng thêm so với sổ đỏ. Các tài sản gắn liền với đất bị thu hồi cũng được nhà nước bồi thường đầy đủ. Trường hợp thứ hai, nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên sổ đỏ mà được Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đồng thời đất này đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế. Như vậy, trong trường hợp này, người dân có đất bị thu hồi sẽ được tính bồi thường cho cả diện tích trên sổ đỏ và diện tích tăng thêm trong quá trình sử dụng thực tế. Đồng thời, các tài sản gắn liền với toàn bộ mảnh đất đó cũng sẽ được cơ quan nhà nước bồi thường đầy đủ. Cuối cùng, và cũng là trường hợp tương đối phổ biến khiến cho diện tích đất chênh lệch lớn so với diện tích ghi trong sổ đỏ, chính là việc người dân tự ý lấn chiếm đất không đúng quy định. Đây là những hành vi bị Luật Đất đai đặc biệt nghiêm cấm, do đó phần diện tích đất tăng thêm do hành vi lấn chiếm sẽ không được giải quyết bồi thường về đất. Trường hợp này, người dân chỉ được bồi thường theo đúng diện tích trên sổ đỏ, đồng thời các tài sản gắn liền với đất cũng chỉ được tính bồi thường đối với phần tài sản nằm trong ranh giới và diện tích đất ghi nhận trong sổ đỏ. Còn tài sản nằm trên phần đất lấn chiếm trái phép sẽ bị phá dỡ và không được bồi thường. Cũng cần lưu ý rằng, khi nhà nước thu hồi đất, cá nhân, hộ gia đình chỉ được bồi thường nếu đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hay còn gọi là sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận này mà chưa được cấp. Riêng trường hợp đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 mà hộ gia đình cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có sổ đỏ hoặc không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ thì vẫn được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp